Giờ mày lại lâu nè. Rồi, đi cái máy hơi chịu bắp. Nó zoom nhưng mà nó zoom bằng chân. Zoom cái này ta. Zoom nhân công. Sợ phim không khó rồi đó. Đây là zoom chân. Lắp ở trong nhà trên khu 7. Dạ rồi đó. Vô khách nè, mang em về vô. Biết bánh hình rồi. Biết rồi đi vô. Đi ra đây xíu rồi đây xíu. Rồi đó, không em đi bộ em đi bộ được. Cứ vô đi em dẫn đây đi em dẫn đi. Vậy vậy thôi vô mấy. Nó lầu 2. Thôi vô một vô đi rồi em đi bộ lên mẹ trời. Lâu lâu phải à rồi mà ông muốn giới thiệu cái sản phẩm mới là cầu thang. Thôi hết như đây 4 người à. 5 người á. 6 người. Có ra mấy người 6 người luôn mà. Đi tỉnh là 6 người à. Không bao giờ nào người nào cũng bự hết. Cái trời mà lỡ mang dép vô rồi. Không có sao, lên tỉnh bỏ trả. Lát giờ sợ lên thôi. Rồi đó là đại quân em đi vô cái cầu thang đó mày vừa thang máy mày vừa đúc cái nhà vậy mày đứng hai thang nè là xong rồi. Chào bác, bác Sơn. Bác gì không? Chào Lộc. Chào cô Bảy. Dạ. Dạ chào bác Liễu à. Dạ không biết à. Con có gặp bác Liễu mấy lần rồi ở Bình Mỹ. Ồ, vậy không phải đâu bác. Chưa biết em bác chắc chưa về. Ê nhưng mà cái này mới cắm luôn rồi. À phải làm thưa chứ hồi xưa cứ cây bỏ cây nó hơi sức. Khoan khoan nhưng mà Lộc ơi. Kiếm cái luôn. Mưa hả? Không. Mà chính mất tuần sáng đi lại rồi.